Bí quyết đã giúp cho rất nhiều người trên thế giới này trở nên giàu có và thành công. Đó là họ luôn nghĩ về những gì mà họ mong muốn và những cách thức và phương pháp để giúp họ đạt được những kết quả mà mình mong muốn. Sau đó, họ sẽ hành động, kiên trì hành động cho đến khi đạt được kết quả. Do đó, để trở nên giàu có, thì các bạn cần phải đặt mục tiêu giàu có là mục tiêu sống của bản thân mình. Bởi vì bộ não của chúng ta có một cơ chế tìm kiếm tự động mục tiêu rất là đặc biệt. Khi chúng ta gửi mục tiêu đó cho bộ não của mình và chúng ta luôn nhắc mục tiêu, thì nó sẽ giải phóng những ý tưởng, nó sẽ giải phóng năng lượng, thúc đẩy bạn hành động để đưa bạn đến với mục tiêu mà các bạn đã gửi cho nó. Và do đó, những suy nghĩ, những hành động của chúng ta luôn hướng đến mục tiêu của mình. Ngoài ra, khi chúng ta đặt mục tiêu cho bộ não của chúng ta, thì trong quá trình hành động và suy nghĩ của chúng ta, nó sẽ cảnh báo cho chúng ta biết rằng khi nào chúng ta đi sai hướng, khi nào chúng ta đi đúng hướng. Nếu chúng ta đi sai hướng thì nó sẽ mách bảo và nhờ đó mà chúng ta sẽ điều chỉnh và giúp chúng ta có những hành động, những suy nghĩ phù hợp với mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Do vậy, nếu muốn trở nên giàu có thì các bạn cần phải đặt mục tiêu làm giàu thì bạn sẽ trở nên giàu có. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.